Nào nào các bạn ơi, shop wegaming.com, shop free fire kim cương, nick siêu rẻ uy tín chất lượng, nói thẳng đây là chất lượng đó, vòng quay may mắn hấp dẫn chúng lớn và nhiều mini game chơi là có thưởng, rất nhiều các bạn, nhớ truy cập nhá. Hello, xin chào mọi người quay trở lại với vlog tiếp theo của mình và mình là Gil đây. Bây giờ mình đang trên đường đi từ nhà ra sân bay Nội Bài các bạn ạ. Nó là sân bay ở Hà Nội đó. Thì nói chung một ngày cũng khá là đẹp trời. Mình có bắt xe và đi ra. Thực ra không phải bắt xe đâu, mình đang đi xe của em mình ấy. Mình đi ra. Nói chung là tiện cái gì thì hay cái đấy thôi. Thì ở ngoài sân bay thực sự cũng khá là đông người, bởi vì sân bay ngày nào cũng vậy thôi, rất là đông, bay quốc tế, bay nội địa các thứ. Thì sau đấy thì mình cũng đã ngồi xoát vé đi qua cửa hải quan và mình đã đến đây. Thì có một anh bị rơi đồ. Thấy cái anh áo đỏ đó cùng máy bay với tôi, một chuyến bay. Đó, thì bây giờ là các bạn sẽ xuống cái đường này, sau đó các bạn sẽ lên xe buýt và trở ra sân bay. Cho những bạn nào chưa biết, đây thì sau đó là mình có lên máy bay rồi. Nói chung là mình cũng đã cắt các thứ rất là nhiều, bởi vì các bạn biết rồi, ở trên máy bay chúng ta không thể cầm và nói kiểu hello mọi người, tôi là này kia, nó rất là kỳ ấy. Cho nên là mình kiểu phải cắt khá nhiều. Và đây, mình đang trong một cái máy bay rồi. Đây là máy bay ở Vietnam Airlines nha các bạn. Thì nó sẽ có một cái màn hình ghế á, nhìn khá xịn. Tôi là mà mình không biết là cái hãng Vietnam Airlines này là hãng gì. Lúc đầu mình không tưởng, không biết đây là Vietnam Airlines cơ. Nhưng sau đấy thì mình mới biết là nó là Vietnam Airlines, bởi vì nó là của hãng SkyTeam. Đấy, một hãng khá là mới. Thế nên nhìn máy bay nó khá là khác, nó không phải là màu xanh nữa. Đây thì khi chúng ta đi ra đường bay rồi là các thứ là nó sẽ chuẩn bị cất cánh. Tốc độ rất là nhanh luôn, nếu các bạn ngồi á nó sẽ bị hút về đằng sau vì cái tốc độ nhanh của nó. Phải chạy 400 km hoặc 100 thì không biết nữa, nhưng mà nó chạy rất nhanh để nó cất cánh lên. Và thực sự là mình bay ở Vietnam Airlines mình thấy rất là ok, bởi vì nó rất là êm và nó là một loại máy bay lớn ấy, nên là bay ở trong nó rất là êm và nó cũng không có ồn lắm. Mình không biết có ồn không, nói chung là sẽ bị ồn, gọi là đỡ ồn hơn thôi, bởi vì các bạn đi máy bay nhá, nó sẽ bị ù tai. Đấy thì bay một hồi nó sẽ lên trên trời đó các bạn ơi. Mẹ tôi bảo là hôm nay là một ngày rất là đẹp, vì tôi bay là ngày mùng 2/6 mà là tôi bay, thì là ngày hôm nay này đó. Không phải hôm nay, clip này lên muộn hơn, nhưng mà tôi bay từ ngày 2/6 lận cơ. Đấy bây giờ là bay lên trời. Uầy, ở Hà Nội các bạn đâu, mẹ tôi bảo là ngày rất đẹp nhá, thì tôi cũng rất đẹp, đẹp nhưng đẹp ở miền Bắc thôi. Các bạn cứ nhìn đi, đấy nhá, bay lên bầu trời rất đẹp. Đấy. Trời hôm nay kiểu trời quang mây tạnh, có nắng nữa. Uầy, thế bay các bạn theo chỉ bay một chút thôi nhá, nhà nó nhỏ xíu rồi, nhìn nó như kiểu là những cái nhà đồ chơi ấy nhở. Và thực ra thì tôi bay á, nói chung bay đây là bay không phải lần đầu, nhưng mà lâu lắm rồi tôi mới bay lại, lúc đó phải 2-3 năm rồi thì mới lên máy bay này. À đâu phải 2-3 năm nhỉ? Có một lần vào rồi, cũng phải 2 năm hơn rồi, đúng. Cái lần offline là lâu lắm rồi, bây giờ mới có cái vlog. Đây các bạn thấy không? Đây là trên cao nhá các bạn thấy không? Lúc nãy nhà thì tí đúng không? Nhưng các bạn lên trời này, trời ơi không nhìn thấy gì ở dưới nữa luôn. Cái tầm này là phải lên tầm 9.000 feet hoặc là con cao hơn, mình không biết, nhưng mà nói chung là lên xuôi nó sẽ cao hơn nữa cơ. Đó, bây giờ thì mình đang ở trên độ cao khá là cao rồi và kiểu khá là yên tĩnh. Và uầy, mây thực sự rất đẹp luôn đó các bạn. Nên trải nghiệm máy bay một lần trong đời ấy, nó rất là vui. Nhưng mà các bạn biết sao không? Ở Hà Nội trời thời tiết rất đẹp nhá. Và mây trắng bồng bềnh nhìn uầy như những cái xúc xích. Thôi kệ đi. Qua như nó vậy đi. Thì đó, sau đấy các bạn biết sao không? Khi mà chuẩn bị vào đến Sài Gòn ấy, trời mưa, trời ơi, không đẹp tí nào hết các bạn biết không? Tôi bị delay hơn một gần 30 phút bởi vì thời tiết quá xấu, bạn không thể hạ cánh được. Thế là tôi phải bay trên trời, biết không, tôi phải ngồi trên trời và nó cứ bay vòng và kiểu không biết nói gì luôn á. Nói chung là đây các bạn thấy không, sấm chớp đùng luôn. Đây là lúc mà kiểu người ta bảo là thời tiết ok hơn rồi nhá, nghĩa là nó đã mưa và nó đã kiểu rất là gió to rồi, là nói chung ầm ầm cái thứ nên là không hạ cánh được. Thì là bây giờ hạ cánh rồi mà nó vẫn còn rất nhiều mây. Các bạn biết mỗi lần máy bay bay qua đám mây nó cứ dầm luôn á, nó kiểu rung máy bay ấy. Người ta cho máy bay kiểu sợ quá không, đấy là tôi ví dụ thế, nhưng mà hơi quá, nhưng mà ý là mọi người cũng hơi run đấy, bởi vì máy bay nó hạ cánh vào nhiều mây ấy, nó sẽ rung mỗi lần nó hạ độ cao ấy. Đó rất là sợ. Nói chung là cảm giác bay kiểu này nó cũng khá là feel. Thì cái đợt bay vào Sài Gòn này là tôi có đi với em tôi nữa, nhưng mà chắc không có em tôi đâu, thì thôi nó không thích lên hình, mà nó không thích lên hình giống tôi, nhưng mà nó là một người kiểu thích đi chơi, thích đi chill, với cả nó chưa bay bao giờ nên tôi dẫn nó đi theo luôn. Hey, dạo gần đây các bạn hay nói mình là tại sao không có thông báo video. Thì đó là bởi vì các bạn chưa ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh và ở cái nút chuông thông báo rất là quan trọng nha các bạn. Các bạn phải ấn bật tất cả thông báo lên thì mới nhận được nhiều video hơn của mình chứ. Nhá. Đó, thì bây giờ là các bạn thấy không, trời bắt đầu mưa rồi đó. Các bạn hãy nhìn trên kính quay kìa, đó, những cái giọt nước nó chảy ra, không là các bạn lại bảo là tôi nó sẹo, nó chơi âm mưu vậy thôi. Nó mưa đó các bạn thấy không, cái kính ấy, các bạn để lâu nó sẽ cái giọt nước kiểu do là mưa nó hắt vào ấy. Đó, đây là máy bay là chuẩn bị gọi là đáp cánh rồi. Tính ra nhá, ở trên này nó sáng ngay thôi, tí hạ cánh là tối om luôn.
Đấy, kiểu tôi đang trên trời ấy, ủa, ước gì tôi có thể lắp một bộ cái bộ phản lực sau lưng tôi bay bên ngoài nữa, tôi không có thể ngồi máy bay gì hết á. Trời ơi, tôi muốn ra ngoài, tôi muốn một cái sự tự do gì đó để tôi có thể ra ngoài, tôi chill các thứ. Trời ơi, hãy cho tôi đi ra ngoài, tôi thích bay bên ngoài cánh máy bay. Ê, tính ra là tôi ra ngoài cánh máy bay, tôi mở picnic cũng được á. Hồi trước tôi đã từng mơ là tôi sẽ ra ngoài. Đây, bây giờ là chuẩn bị đi Sài Gòn rồi, các bạn thấy không? Trời ơi, đẹp xỉu, rất đẹp luôn á. Sài Gòn buổi tối kiểu tráng lệ kinh khủng, các bạn thấy không? Đường xá rồi là mọi thứ, nhà rất nhiều. Trời ơi, gần sân bay mà nhiều nhà vậy ta. Rồi đến giờ tôi cũng thắc mắc luôn á, đường xá các thứ luôn mà ngay đấy là sân bay. Oh my god, đây đây chính là sân bay Tân Sơn Nhất nha các bạn, sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì giờ đấy là chúng ta đã hạ cánh. Nói chung tiếng khá là to cho nên tôi sẽ cho tiếng bé đi, tại vì tôi nói mà nhỏ hơn từ máy bay thì ai mà nghe, đúng không? Thế là chuyến bay chúng ta đã đến rồi. Cái vlog ngồi nói chuyện trên không của tôi với mọi người không biết mọi người muốn nghe không, nhưng mà mọi người phải nghe, bắt buộc mọi người phải nghe, phải xem một cách bình tĩnh để coi tôi review chân thực về chuyến bay đi vào Sài Gòn chứ, đúng không? Thế là sau đấy thì nó hạ cánh và nói chung rất là êm đẹp. Thực ra trong đầu tôi đã nghĩ rất nhiều thứ luôn đó, nhưng mà nói ra nó hơi xui, nhưng ý là tôi nhìn lúc mà xuống mặt đường nó trơn 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 như này này, tôi nghĩ là... Mọi người ơi, mọi người ở Sài Gòn cô đơn quá à, mọi người thấy không, tôi phải ở một mình nè. Trời ơi, cái con què dĩ dậy. Nói chung là tôi sẽ ở đây, sau đó là tôi sẽ thuê nhà, đó là tôi sẽ ở. Và lúc mà tôi sẽ có cái nhà tôi sẽ quay tiếp. Trời ơi, xong tôi còn chuyển đồ vô cơ, mọi người thấy không, dưới đường rất là nhiều xe cộ. Mà tôi sẽ quay thế nào cho các bạn không thấy tôi đau lưu lưu. Ôi trời, tóc lộ rồi, oh my god. Hẹn mọi người vào lúc mà tôi lên nhà mới nha. Thực ra là nói sao ta, cũng còn thiếu nhiều ấy, tôi còn đi ăn các thứ nhưng mà tôi quên quay mọi người ạ. Chỉ có chụp ảnh thôi mà chụp ảnh thì không có điểm gì hết, tất cả đi ăn một mình có gì quay đâu mọi người, không lẽ ngồi ăn kiểu itadakimasu à. Ừ. Nói chung là tôi đang ở Sài Gòn đấy đó, đường xá Sài Gòn lúc buổi đêm nó rất là kiểu đông người luôn á, với cả là một phần nhá, ở Sài Gòn lạ lắm mọi người, sáng thì nắng mà chiều thì mưa. Ừ. Ở ngoài đó các bạn đã có người yêu chưa, chứ tôi đang trong Sài Gòn đó. Ok mọi người ơi, mọi người đã xem đến đây rồi thì mình cũng muốn nói một chút. Thì hiện tại á, mình có làm về cái fanpage của mình. Thì có nhiều bạn thắc mắc hỏi mình là anh yêu ơi, tại sao giờ anh không làm những cái clip quay đồ nữa, hay là anh làm những clip chơi cùng bạn bè á, chơi game các thứ, thì sao anh không làm ở trên YouTube nữa. Thì không phải là mình không làm nha mọi người, mà mình hiện tại mình đang làm ở trên fanpage. Thì fanpage của mình là GamingTV, 571.000 người theo dõi nha mọi người. Thì mọi người nhớ vô follow mình nhá, nhớ vô follow mình để coi những clip đấy. Thì nói chung là ở trên đây á, thì mình có làm về những clip như kiểu quay đồ này, phá kim cương các thứ, rồi là chơi cùng bạn bè. Đây, có clip ghi chơi cùng xe các kiểu này, đấy là mình up ở đây, chứ mình không hề up vào YouTube nha. Ở YouTube là clip khác, còn ở trên fanpage clip khác, và nó sẽ không trùng với nội dung của YouTube đâu. Nên là những bạn nào mà muốn xem mình phá kiểu quay kim cương các thứ á, thì các bạn nhớ follow fanpage của mình nha, GigaminTV. Ok, nhớ nha, link mình sẽ để dưới mô tả. Mình chỉ cần đi tập thể dục thôi là xong. Nhiều khi đi khám mình áp lực lắm. Mọi người ai hết mà mình ngủ ăn hết chỗ này này mọi người. Mọi người. Cô không muốn nói gì à? Gì nói gì? Nói gì? Đi chơi nói gì? Giọt xe ra thôi nói gì? Hello mọi người, nay thì mình sẽ đi chơi cùng với thằng Quỷ Kiêu Sô. Quỷ Kiêu Sô ngồi ở đây nè các bạn. Xì ba. Sáng giờ là bọn mình đi hồi sáng đến giờ rồi á. Giờ là chiều rồi, bọn mình bây giờ bắt đầu chạy về. Mình xin con này mà ép cho mọi người, cái con này xinh ghê mà không cho trời. Xin con nào, xin trực thăng hay là xin... Không, cái con xanh xanh này nè. Con xanh xanh nào, điên à, của Suna đấy. Con xanh xám. Thiệt là tự ôm qua đây. Bây giờ bọn mình sẽ chơi đua xe. Gì ba? Nào, thôi. Á, à, cái SP này, đó đó đó. Tôi dừng giờ, giờ có anh Pikachu anh qua là thôi đó đó. Ngồi xe xịn thích quá, trước giờ chưa được ngồi xe xịn bao giờ. Trời ơi, Sài Gòn đẹp lắm mọi người, nhưng mỗi tội sáng nắng chiều mưa, ảo ơi. Mà may chiều nay không mưa. Sài Gòn hả? Sài Gòn nó chỉ có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa.
Phía này có lễ hội lồng đèn khổng lồ, lồng đèn bàn thờ. Thích thế nhở? Tôi với cậu vào đây hẹn hò đi. Đi thả đèn lồng, lễ hội đèn lồng khổng lồ. Lồng đèn to khổng lồ. Chết rồi. Trời ơi. Biết xe này có gì không? Gì vậy? Ngoài cổng trời. Cái cổng trời đó. Nhảy cổng trời đi cậu. Được. Ôi thích nhở, xe xịn đấy. Ui, xe xịn quá. Tiếp. Đừng ngồi. Nóng lắm. Ở đây lên nóng. Ờ. Ê, đứng đây, đứng dậy được luôn á. Được. Đứng dậy ối hét luôn. Ờ. Chỉ cái trực thăng đẹp thế nhở? Nó bắt đầu quay nha. Đà Nẵng là bắt đầu quay nè. Ồ. Đó, quay à. Ủa nó quay kìa. Ghê vậy. Nắng gắt nó mới quay nhiều. Ờ. Đầu quay rồi đó. Đi chớm nè. Nhìn thích vậy trời. Xe xịn quá. Mà cho con gấu không cho. Gần tới nhà rồi kìa ba. Kết thúc cái vlog này mình sẽ quyết định là đi ăn ốc mọi người ạ. Mặc dù trên đây. Và buổi đêm ít người quá mọi người, chỉ có toàn xe máy thôi. Nói chung mình cảm thấy đây là một quán khá ngon ở Sài Gòn mọi người ạ. Sao một mình toàn dữ vậy trời. Oh my god. Wow. Ai, ngon quá. Oh my god. Trời ơi, ai ăn nhiều dữ vậy trời. Ok mọi người ơi, thì đây là góc PC của mình. Hiện tại thì nó cũng chưa có được đẹp lắm, nhưng mà ý là mình đã có chỗ gọi là ở rồi. Và mình cũng đã có cái bộ PC mình ở đây rồi. Nên là mình quay nốt. Ý là mình cũng đã chuyển được từ Hà Nội vào Sài Gòn ý. Nên là mình cũng đã chuyển đồ vô. Cái kính nó hơi dọi một chút, nên là mình tôi phải đến góc này đây. Trời ơi. Nói chung là mình cũng vlog của mình ý, thì nói chung là cũng hơi nhạt một chút. Tại vì mình nghĩ là gần như là mình chỉ có bay, và những cái lúc đi ăn uống mình quên quay mọi người. Thật sự đấy, mình kiểu mình nghĩ bị thoải mái, với cả mình nghĩ là giờ thời gian còn dài, quay vlog sau cũng được. Cuối cùng là không quay được gì cả, quay được rất là ít, và kiểu nói rất là ít thôi. Nói chung là cầm đúng hết à. Nói chung là khi ở Sài Gòn thì mình dạy mình sẽ có nhiều vlog hơn, thì mình sẽ quay nha mọi người. Thì đây, PC của mình cũng đã xong một rồi. Hẹn gặp mọi người vào những video sau, và cảm ơn mọi người đã theo dõi cái vlog của mình. Một cái vlog hơi nhạt, nhưng mà cảm ơn mọi người theo dõi nha. Bye bye mọi người. À, tôi sẽ quay thêm một chút về cái view bên ngoài, nhìn cũng khá là đẹp mọi người ạ. Sài Gòn rất là nắng mọi người ạ. Mọi người biết mình là ở đâu không? Làm sao mọi người biết được? Nhìn khá là quen đúng không? Mọi người không biết mình ở đâu đâu. Bye bye mọi người, và cảm ơn mọi người theo dõi hết video này mình nha. Hẹn gặp mọi người vào cái vlog lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Hello Sài Gòn. Sài Gòn đẹp quá. Trời ơi, amazing.